Các bạn nghĩ sao khi tự nhiên phải nghỉ chơi với đứa bạn rất thân chỉ vì tình cảm với một người con trai hoặc một người con gái? Nó sợ mình có gì đó với người yêu của nó nên nghỉ chơi với nhau. Tình bạn thân từ nhỏ cũng không bằng tình yêu nhất thời của nó. Bất cứ khi nào có chuyện, nó cũng tìm đến mình như một vị quân sư. Nhưng bây giờ đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc. Cảm giác mất mát, trống trải là điều khó tránh khỏi. Thất vọng thực sự. Mọi người nghĩ bạn ấy làm như vậy có đáng không? Thank you.